Chúng tôi là sinh viên PR. Chúng tôi mang những màu sắc khác nhau. Tôi hòa đồng. Tôi trầm tính. Tôi cá tính. Tôi năng động. Và ở PR, chúng tôi thỏa sức là chính mình thông qua các trải nghiệm. Với những màu sắc khác nhau đó, chúng tôi tạo nên một bức tranh PR rực rỡ. Bạn có muốn được là một phần của bức tranh PR? Vậy hãy đến với chương trình chào đón tân sinh viên khóa 26 diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2020 tại hội trường Trịnh Công Sơn cơ sở 3 trường Đại học Văn Lang.